Tập 53. Lâu rồi không gặp Đồng tỷ tỷ và Quả Trân muội. Hôm nay hai dì hảo tỷ muội đến đây, Tiểu Quyển rất là vui. Quyển Nhi, đem Điểm Tâm ra đi. Dạ. Sao nhìn muội có vẻ tiều tụy quá vậy? Tỷ tưởng sau khi rửa sạch nỗi oan, muội muội nhất định sẽ vui mừng mới phải chứ. Phải đó Đồng tỷ tỷ, lần trước khi muội tới đây thăm tỷ, nỗi oan vẫn chưa được giải, nhưng mà trạng thái của tỷ lúc đó còn tốt hơn bây giờ nhiều. Tuy là hơi tiều tụy, nhưng cuối cùng cũng được giải oan. Trong lòng tỷ cảm thấy rất an ủi. Chỉ là mấy ngày trước đây thật sự rất căng thẳng, cho nên bây giờ trút được gánh nặng, ngược lại khiến cho tỷ thấy mệt mỏi hơn. Cho nên mấy ngày nay lại bị nhiễm phong hàn khá nặng. À trời ơi, muội muội bị nhiễm phong hàn. Bọn tỷ tới chơi thật là không đúng lúc. Muội muội cố gắng nghỉ ngơi để mau khỏe lại. Hay là để hôm khác bọn tỷ tới thăm muội muội. Không có sao đâu tỷ tỷ. Hai người ở lại đây chơi, chúng ta cùng tâm sự cho vui. Gặp được hai người, muội cảm thấy rất vui. Biết đâu chừng nhờ vậy mà bệnh tình lại mau khỏi hơn. Bộ dạng của Đồng Tiểu Quyển không giống như là bị phong hàn. Không lẽ cô ta lại gặp chuyện gì nữa rồi? Đồng tỷ tỷ, hay là chúng ta ở lại chơi một chút, trò chuyện với Đồng tỷ tỷ đi. Ừ, được. Con ơi, Ngạc Nương đã vẽ cho con một bức tranh. Kim Thái Y nói, nếu như con có thể đến thế giới này, con nhất định sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh. Ngạc Nương nghĩ, con là con của Ngạc Nương và Hoàng A Mã. Nếu như con có thể đến với thế giới này, chắc là con thông minh và dễ thương lắm. Con ơi, Ngạc Nương có lỗi với con. Là vì Ngạc Nương đã không thể cho con đến được với thế giới này. Con ơi, Ngạc Nương cũng chỉ vì vạn bất đắc dĩ mà thôi. Ngạc Nương đã mong chờ con được sinh ra đời biết bao nhiêu, mong được cùng con hưởng thụ cuộc sống biết chừng nào. Nhưng mà vì A Mã của con không thể để cho con đến thế giới này được. Ngạc Nương phải giúp A Mã con giữ vững ngôi vị. Con ơi, con biết không, tuy A Mã của con là hoàng thượng của nhà Mãn Thanh, nhưng người cũng bị bó buộc trong rất nhiều việc, không thể theo ý mình được. Con ơi,
Ngạc nương có lỗi với con. Xin con hãy tha thứ cho ngạc nương. Ngạc nương hy vọng bây giờ con đang ở một thế giới khác, có thể sống thật vui vẻ khỏe mạnh. Ngạc nương, ngạc nương, mong con kiếp sau có thể tìm được một gia đình tốt. Ngạc nương cầu phúc cho con. Con trai của mẹ, ngạc nương có lỗi với con. Ngạc nương có lỗi với con mà. Con ơi, tỷ tỷ, con trai của tỷ, mẹ tỷ, con tỷ, ơi tỷ. Con trai, Hoàng Ngạc Nương nhìn bộ dạng của Đổng Tiểu Quyển hình như không chỉ là bị nhiễm phong hàn. Thần thiếp nghĩ rằng nhất định tỷ ấy gặp chuyện gì đó, cho nên mới vội vã tới đây bẩm báo với Ngạc Nương. Con nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Đổng Tiểu Quyển thì có chuyện gì? Chỉ là mệt mỏi cộng thêm phong hàn. Kim Thái Y chẩn đoán nói là cô ta bị phong hàn nặng, sức khỏe bị suy yếu, cho nên mới có vẻ tiều tụy. Thì ra Đổng Tiểu Quyển không có chuyện gì, vậy thì con yên tâm rồi. Quả Trân, con vì chơi thân với Đổng Tiểu Quyển mà bị mọi người xa lánh và kỳ thị, công lao của con ngạc nương luôn ghi nhớ trong lòng. Hoàng Ngạc Nương có thể bỏ qua sự đần độn của con đã đội ơn không hết rồi. Con có thể chia sẻ ưu lo với Hoàng Ngạc Nương, đó chính là phúc phần của con, làm sao con dám nói tới hai chữ công lao. Chuyện con đến gần chơi thân với Đổng Tiểu Quyển đúng lúc giúp được Ngạc Nương hóa giải nhiều mâu thuẫn, đây cũng được coi như là chuyện xấu hóa thành chuyện tốt. Hoàng Ngạc Nương, con có một câu này, không biết có nên hỏi hay không? Ở đây chỉ có ta và con thôi, con có gì thắc mắc đều có thể hỏi. Vụ án hạ độc khép lại, và Đổng Tiểu Quyển cũng thực sự bị người ta đổ oan. Hoàng thượng và Tiểu Quyển, tình cảm của hai người họ thực sự khiến cho con cảm động. Sau này, Hoàng Ngạc Nương có đổi thái độ đối xử với Đổng Tiểu Quyển không? Quả Trân, con cảm thấy Ngạc Nương đổ oan Đổng Tiểu Quyển thì phải nên chấp nhận, thừa nhận cô ta hay sao? Con không dám. Con chỉ thấy Hoàng Ngạc Nương và Hoàng thượng vì chuyện của Đức Phi mà trong lòng lo âu. Trong lòng của con cũng thấy rất buồn. Con xin Hoàng Ngạc Nương tha thứ. Đứng lên đi. Tạ Hoàng Ngạc Nương. Quả Trân, lòng dạ của con tốt, đương nhiên Ngạc Nương sẽ không trách con. Nhưng mà chuyện của Đổng Tiểu Quyển không phải chỉ vì như vậy mà thay đổi. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, con có hiểu không? Dạ con biết rồi. Con hiểu rồi mà. Phùng Thái Y, bổn cung luôn nghi ngờ bộ dạng tiều tụy của Tiểu Quyển hình như không phải là bị nhiễm phong hàn. Nhưng mà Thái hậu nương nương lại nói rằng cô ta tiều tụy vì nhiễm phong hàn. Có phải là Thái hậu cũng không biết rõ rốt cuộc cô ta bị bệnh gì hay không? Nương nương anh minh, trong lòng nghi ngờ chắc chắn là có nguyên nhân. Nhưng mà theo như ti chức to gan đoán, Đức Phi có lẽ là đã có thai rồi. Bổn cung cũng có nghi ngờ như vậy, nhưng đây là chuyện không thể nào. Mấy chuyện mang thai này Thái hậu nương nương đề phòng rất nghiêm ngặt. Nếu như không phải có thai, vậy thì rất có khả năng Đổng Tiểu Quyển mắc một chứng bệnh không thể chữa. Mắc bệnh khó chữa?
Nếu thật sự là như vậy, đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Tốt nhất là cô ta bị bệnh nặng, ngay cả Kim Thái Y cũng không thể chữa được bệnh này. Nếu Uyển Nhi không nghe được cuộc nói chuyện của các ngươi, Ai Gia cũng vẫn chưa biết gì. Một chuyện lớn như vậy, sao ngươi không cho Kim Thái Y bẩm báo với Ai Gia? Tự một mình ngươi giải quyết rắc rối lớn nhất đó. Ai Gia cảm động vô cùng. Thần thiếp nghĩ, sơ suất lần này, càng có ít người biết càng tốt. Hơn nữa thần thiếp cũng không muốn để cho hoàng thượng biết chuyện này. Thần thiếp sợ sau khi hoàng thượng biết chuyện, sẽ có phản ứng mạnh. Ngươi yên tâm, hoàng thượng sẽ không biết được chuyện này đâu. Có lẽ ngươi cũng hiểu rõ, Ai Gia nhất định sẽ không để cho hoàng thượng biết được chuyện này. Nhưng mà tại sao ngươi không bẩm báo với Ai Gia chứ? Thần thiếp sợ mình nói ra, Thái hậu nương nương không tin thần thiếp. Bởi vì thần thiếp biết rõ, đứa bé này, nếu thực sự đến thế gian này, nó sẽ gây ra nhiều hậu quả, và sẽ khiến cho hoàng thượng lâm vào tình cảnh khó khăn. Cho nên thần thiếp, Thái hậu nương nương, thần thiếp chưa bao giờ nghĩ dùng chuyện này để có lợi ích gì từ Thái hậu nương nương. Thần thiếp chỉ muốn dùng trái tim luôn yêu thương hoàng thượng, trái tim chân thành luôn hiếu thuận với Thái hậu nương nương, để Thái hậu nương nương từ từ chấp nhận thần thiếp, thừa nhận thần thiếp. Con đừng gọi ta là Thái hậu nương nương nữa, gọi ta là Ngạc nương đi. Hoàng Ngạc nương. Bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta, muốn khóc thì cứ khóc đi. Thần thiếp thất lễ quá, thần thiếp quá cảm động. Xin đa tạ hoàng ngạc nương. Đức phi, ngạc nương cũng là phụ nữ, hiểu rõ con làm như vậy là hy sinh lớn cỡ nào. Con là một người hiểu biết rộng, biết làm sao để yêu người đàn ông của mình. Con thay ngạc nương, thay triều đình, giải quyết được một vấn đề nan giải nhất. Ngạc nương muốn cảm ơn con. Hoàng ngạc nương nặng lời rồi. Chuyện này, thần thiếp chỉ có thể làm vậy, và bắt buộc phải làm vậy thôi. Chủ tử, Đổng Tiểu Quyển rốt cuộc là mắc phải căn bệnh gì? Qua một thời gian nữa tự nhiên sẽ biết thôi. Người không cần sốt ruột. Ta không sốt ruột. Trước giờ bổn cung không sốt ruột. Điều khiến cho bổn cung yên tâm nhất chính là thái độ của Hoàng Ngạc Nương. Không hề vì chuyện của Tiểu Quyển bị quan mà có thay đổi gì. Hả? Nương nương đã hỏi Thái hậu nương nương à? Điều đó là đương nhiên. Hôm nay bổn cung đã đến từ Ninh cung hỏi Hoàng Ngạc Nương, nhưng mà Hoàng Ngạc Nương lại tỏ thái độ rất mạnh, nói đây là hai chuyện khác nhau. Xem ra thì Đổng Tiểu Quyển vẫn chưa được sống yên ổn rồi. Chủ tử, Đổng Tiểu Quyển với xuất thân là người Hán, mãi mãi sẽ không thay đổi. Cuộc sống của cô ta ở trong cung đương nhiên sẽ không thể yên ổn. Con coi đó, làm ngạc nương rơi nước mắt rồi. Lúc con đàn và hát bài Trường Hận ca, ngạc nương nghe mà trong lòng ứa nước mắt.
Hôm nay con không cần hát lời nào, vậy mà vẫn khiến cho Ngạc Nương rơi nước mắt nhiều hơn. Ngạc Nương nên nói con như thế nào đây? Là lỗi của thần thiếp sơ ý. Hoàng Ngạc Nương, cái khăn này thần thiếp dùng rồi, sợ làm dơ Hoàng Ngạc Nương. Con à, nước mắt là một thứ rất sạch sẽ, Ngạc Nương không chê con chút nào. Hôm nay con đã mở được khúc mắc trong lòng của ta, cho nên ta quyết định đợi hoàng thượng trở về, Ngạc Nương sẽ giao lại lưỡng hoàng kỳ ấn cho hoàng thượng. Đây đều là công lao của con, nhưng mà chúng ta không thể để cho bất cứ ai biết nguyên nhân trong chuyện này, con hiểu không? Hoàng Ngạc Nương yên tâm, thần thiếp nhất định không để lộ dù nửa lời. Ừ, tốt lắm. Bây giờ triều đình của nhà Thanh, hậu cung tình hình vô cùng phức tạp, Ngạc Nương cần phải giải quyết một số mối nguy tiềm ẩn. Cho nên trong thời gian này, ta đối với con vẫn không khác gì so với trước, không có sự thay đổi rõ rệt. Điều này con nên có sự chuẩn bị. Hoàng Ngạc Nương yên tâm, con hiểu rồi. Nguy cơ trong triều đình đều phải nhờ vào Hoàng Ngạc Nương để hóa giải, con nhất định cố hết sức phối hợp với người. Tốt lắm. Hôm nay chúng ta đã có bí mật của chúng ta, và bí mật này con cũng không nên nói cho hoàng thượng biết. Con xin lãnh chỉ. Hoàng thượng, hoàng thượng, mấy ngày nay nhìn người giống như có rất nhiều tâm sự. Có phải là hoàng thượng vẫn còn nghĩ tới chuyện ấn kỳ hay không? Phải, tướng sĩ lưỡng hoàng kỳ tung hô vạn tuế, sĩ khí ngút trời. Nhưng trẫm nghe nói tướng sĩ lưỡng hoàng kỳ vẫn chưa hiểu được tại sao đến giờ trẫm vẫn chưa có được ấn kỳ hoàng kỳ, nên không tin trẫm. Thái hậu nương nương, mới đó mà người đã quyết định giao kỳ ấn lại cho hoàng thượng, như vậy liệu có nhanh quá hay không? Thái hậu nương nương, lúc đầu khi nghị chính hội nghị giao lại ấn kỳ cho Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương đã hứa sẽ quan sát thêm một thời gian nữa. Các vị đại nhân, ai gia quyết định hôm nay giao kỳ ấn là có hai lý do. Một, hoàng thượng nói giờ hội nghị nghị chính đã quyết định giao lại kỳ ấn, đi thưởng sát lưỡng hoàng kỳ, nhưng mà hoàng thượng lại không có kỳ ấn hoàn chỉnh, khiến cho hoàng thượng vô cùng khó xử, cũng khiến cho ai gia vô cùng khó xử. Thái hậu nương nương, thứ cho thần nói thẳng, phản ứng của hoàng thượng cũng không nằm ngoài dự liệu. Quan sát thêm một thời gian là điều nên làm. Thái hậu nương nương vì giang sơn xã tắc, không thể mềm lòng được. Ai gia nhất định bắt hoàng thượng phải tuân thủ theo lời hứa trong hiệp thư. Lý do thứ hai là hiện nay biên giới Phúc Kiến chưa rõ, vẫn chưa thu phục được Đài Loan. Phía đông còn có giặc Đông Doanh không ngừng gây chiến biên giới của chúng ta, và một số thế lực phản Thanh phục Minh ở Trung Nguyên vẫn chưa bình định được. Hoàng thượng nhà Thanh ta nắm giữ lưỡng hoàng kỳ ấn có nghĩa gì? Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
thánh mình. Ai gia đa tạ các vị đại nhân, đa tạ hội nghị nghị chính, đứng lên đi. Tạ thái hậu nương nương. Tô Nạp, hoàng thượng đã vào tới cung, chắc cũng đã sắp đến rồi. Cô, chút nữa hoàng thượng nhìn thấy kỳ ấn, không biết sẽ vui mừng thế nào nữa. Còn phải nói nữa, hoàng thượng đợi ngày này cũng đã nhiều năm lắm rồi. Dặn tối gia cẩn thận. Lưu Quang Tài, trong mấy ngày trẫm rời khỏi kinh thành, có tấu chương quan trọng nào đưa lên hay không? Khởi bẩm vạn tuế gia, mấy ngày nay những tấu chương quan trọng nhất chính là tấu chương về quân tình ở Bình Tây Dương Ngô Tam Quế. Còn nữa, Phúc Tấn Bình Tây Dương Trần Diên Diên cũng đã gửi một bức thư cho Đức Phi Nương Nương. Tấu chương của Bình Tây Dương, trẫm phải đọc tấu chương này ngay. Tấu đều là những tin đáng mừng. Trẫm nói mà, tên Ngô Tam Quế này rất là được việc. Anh Cách Nhĩ. Có nô tài. Bây giờ trẫm tới Từ Ninh Cung để thỉnh an Hoàng Ngạc Nương. Còn cái này chính là bức thư Trần Diên Diên gửi Đức Phi Nương Nương. Người đem qua cho nàng ấy, nói với Đức Phi Nương Nương chút nữa trẫm sẽ từ Từ Ninh Cung qua thăm nàng ấy. Dạ. Hoàng thượng giá đáo. Hoàng Ngạc Nương, hài nhi thỉnh an Hoàng Ngạc Nương. Hoàng thượng đứng lên đi. Tạ Hoàng Ngạc Nương. Hoàng Ngạc Nương, có chuyện gì mà người vui dữ vậy? Hoàng thượng bình an trở về, đương nhiên là Ngạc Nương vui mừng rồi. Có lần nào Hải Nhi không bình an trở về đâu. Chắc chắn không phải là chuyện này. Người nhìn đi, Tô Nạp tỷ cũng rất là vui. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cô, đừng có để hoàng thượng hoang mang nữa. Để con vào trong lấy đồ nha. Ừ. Có phải là Hoàng Ngạc Nương lại có được bảo bối quý hiếm gì nữa không? Đồ vật này thật sự có thể coi là bảo bối quý hiếm. Tỷ tỷ, anh Cách Nhĩ tới rồi. Anh Cách Nhĩ bái kiến nương nương. Anh Cách Nhĩ đứng lên đi. Đa tạ nương nương. Trời ơi, mấy ngày không gặp, hình như nương nương tiều tụy hơn nhiều. Anh Cách Nhĩ đúng là càng ngày càng ăn nói giỏi. Bây giờ ngươi đã biết dùng chữ tiều tụy rồi đó. Tiều tụy không phải là thành ngữ, cho nên đương nhiên huynh ấy không dùng sai. À, là như vậy nè, những người hoàng thượng rời khỏi cung, tỷ tỷ bị mắc bệnh phong hàn tương đối nặng, nhưng mấy ngày nay đã khỏe rồi. Lát nữa hoàng thượng sẽ tới đây, hoàng thượng chắc chắn đau lòng lắm. À, phải rồi nương nương. Đây chính là lá thư Phúc Tấn Bình Thân Dương Trần Diên Diên gửi cho nương nương. Lát nữa ta sẽ đọc lá thư này. Bây giờ ngươi hãy kể cho ta nghe chuyện hoàng thượng đi di hành đi. Dạ được. Hoàng thượng, con đoán đây là cái gì? Tấm tơ lụa vàng này chính là vật mà hoàng gia hay dùng. Hay nhi đoán là chứ có thể là hoàng đệ nào đã tặng bảo bối cho Hoàng Ngạc Nương. Hoàng thượng thông minh lanh lợi, còn đang cố ý giả ngốc. Nha đầu, tạ Hoàng Ngạc Nương. Hoàng thượng, đây là lưỡng hoàng kỳ ấn của nhà Thanh chúng ta. Bây giờ Ngạc Nương sẽ giao nó cho con.
Hoàng thượng, lưỡng hoàng kỳ ấn này con đã đợi 9 năm nay rồi. Hoàng thượng, đợi lâu rồi. Ngạc nương cũng đợi lâu rồi. Hoàng Ngạc nương, hài nhi biết Ngạc nương người vì kỳ ấn này. Vì hài nhi chịu rất nhiều cực khổ, hài nhi đa tạ Hoàng Ngạc nương. Nhưng Hoàng Ngạc nương, có chuyện này hài nhi không hiểu. Trước khi hài nhi di hành, hài nhi hỏi Hoàng Ngạc nương chuyện kỳ ấn, nhưng Hoàng Ngạc nương lại không chấp nhận, giao kỳ ấn cho hài nhi ngay lúc đó. Sao hôm nay lại giao nó cho hài nhi? Những lời Hoàng thượng nói trước khi đi di hành làm Ngạc nương suy nghĩ rất nhiều. Sau đó Ngạc nương nghĩ, Ngạc nương có nên tiếp tục để ý ý kiến của các trọng thần hội nghị nghị chính không? Rồi Ngạc nương lại nghĩ, tất cả suy nghĩ gần đây của Hoàng thượng đều rất đúng đắn, càng ngày càng chín chắn. Hoàng thượng chắc chắn sẽ thực hiện hai điều Hoàng thượng đã hứa. Cho nên sáng hôm nay Ngạc nương đã triệu tập hội nghị nghị chính đại thần, nói cho họ nghe muốn lập tức giao kỳ ấn cho Hoàng thượng. Mấy vị trọng thần của hội nghị nghị chính không làm khó Hoàng Ngạc nương chứ? Trọng thần của hội nghị nghị chính đều rất kính trọng tin tưởng Ngạc nương. Ngạc nương lấy danh nghĩa thái hậu đứng ra đảm bảo với hội nghị nghị chính. Ngao Bái, Tô Khắc Tác Cáp lập tức đồng ý. Tác Ni và Tế Nhĩ Cáp Lãng tỏ ra hơi bất mãn, nhưng mà cũng phải nhanh chóng đồng ý. Cũng may trong hội nghị nghị chính có hai trung thần giống như Ngao Bái và Tô Khắc Tác Cáp. Kỳ ấn trong tay của Hoàng thượng không dễ gì có được. Ngạc nương muốn nhắc nhở Hoàng thượng một điều. Kỳ ấn của Lưỡng Hoàng Kỳ là trọng khí trong triều, trọng khí binh lính, phải sử dụng thật là thích hợp, tuyệt đối không được gì nhất thời tức giận mà lấy đối phó với người của mình. Trọng thần hội nghị nghị chính không phải chỉ có hai trọng thần Ngao Bái và Tô Khắc Tác Cáp. Lời Hoàng Ngạc nương nói hài nhi sẽ khắc cốt ghi tâm. Hoàng thượng, Hoàng thượng đã có được kỳ ấn, thật là tốt quá. Tiểu Uyển vui mừng giùm Hoàng thượng. Trẫm đã nói rồi mà, bất cứ lúc nào Hoàng Ngạc nương chắc chắn sẽ cùng trẫm đứng về một phía, nhưng nàng không chịu tin trẫm. Hoàng thượng, bây giờ đã có được kỳ ấn, vậy thì Hoàng thượng phải nghiêm túc thực hiện lời hứa với Hoàng Ngạc nương, tuyệt đối đừng làm cho Ngạc nương đau lòng. Hoàng thượng nhất định phải hứa với Tiểu Uyển. Được, trẫm hứa với nàng. Tiểu Uyển, trẫm mới rời khỏi cung mấy ngày, nàng đã bị bệnh rồi. Xem ra sau này ngày nào trẫm cũng phải ở bên cạnh nàng mới được. Đúng vậy, Hoàng thượng không được rời xa Tiểu Uyển một ngày. Hoàng thượng rời xa Tiểu Uyển một ngày, chắc chắn Tiểu Uyển sẽ bị bệnh. Nàng không bị bệnh phong hàn, mà nàng đã bị, đó là bệnh tương tư. Hoàng thượng nói giỡn nữa rồi. Tiểu Uyển, trẫm rất thích bộ dạng xấu hổ của nàng, nhìn giống như cánh hoa thẹn thùng trước gió vậy. À phải rồi, lá thư đó với cái gì vậy? Hồi nãy anh Cách Nhĩ qua đây kể cho thiếp nghe chuyện Hoàng thượng di hành. Thư của Diên Diên tỷ thiếp vẫn chưa đọc. Đọc đi. Mời Hoàng thượng ngồi. Đó là tất cả những việc mà mấy ngày nay Lưu Công Công làm hay sao? Dạ. Nè, Lưu Công Công không phát hiện bị theo dõi chứ? Anh thống lĩnh yên tâm, thuộc hạ vô cùng cẩn thận, đứng ở đằng xa theo dõi hắn, quan sát hắn. Tốt, vậy ngươi tiếp tục theo dõi hắn, quan sát hắn. Dạ.
Hoàng thượng, Diên Diên tỷ xuất gia rồi. Diên Diên tỷ đã xuất gia rồi. Mối tình đẹp nồng thắm của Diên Diên tỷ và Ngô Tam Quế cuối cùng lại kết thúc như vậy, làm cho Tiểu Quyển rất đau buồn. Tiểu Quyển, nàng đừng khóc. Thực ra trong bản tấu chương của Ngô Tam Quế, Ngô Tam Quế cũng đã có nhắc tới chuyện này. Hắn nói Trần Diên Diên cô ta có ý định quy y cửa Phật lâu rồi. Nếu đã như vậy, coi như Trần Diên Diên tìm được cho mình một nơi thích hợp để mà tịnh tâm. Hoàng thượng, Diên Diên tỷ không tịnh tâm được đâu. Tỷ ấy không tịnh tâm được đâu. Tỷ ấy đã bỏ đứa con ruột của tỷ ấy rồi. Tỷ ấy đã bỏ đứa con của tỷ ấy với Ngô Tam Quế rồi. Cái gì? Tại sao Trần Diên Diên lại làm vậy? Sao Trần Diên Diên nhẫn tâm bỏ con chứ? Anh thống lĩnh, thuộc hạ cảm thấy rất lo. Thuộc hạ chỉ đứng ở đằng xa theo dõi Lưu Công Công, e là khó điều tra được gì. Ta đã sắp đặt người ở chỗ Lưu Công Công, hắn sẽ theo dõi Lưu Công Công trong cung. Người ở ngoài cung theo dõi Lưu Công Công xem hắn tới chỗ nào. Bên trong bên ngoài đều có người, như vậy ta sẽ yên tâm hơn. Thuộc hạ hiểu rồi. Trong thư của Trần Diên Diên có nói rõ tại sao cô ta lại bỏ con không? Trong thư Diên Diên tỷ nói, từ lâu tỷ ấy rất muốn có một đứa con, sau đó cuối cùng cũng mang thai. Nhưng tỷ ấy lo lắng hoang mang, nó là con của tỷ ấy với Ngô Tam Quế. Nếu một ngày nào đó đứa bé đó trưởng thành khôn lớn, phải đối mặt với cha ruột thế nào, phải đối mặt với người khác thế nào, bởi vì cha ruột của nó đã bị mọi người coi là phản tặc, suốt đời bị gán tội danh ô nhục này. Tỷ ấy không muốn con mình sau này lớn lên bị mọi người chửi mắng sỉ nhục, cho nên cuối cùng quyết định không cho con tỷ ấy đến cuộc đời này, uống thuốc phá thai để bỏ nó. Không biết trong lòng Diên Diên tỷ thất vọng buồn bã như thế nào. Diên Diên tỷ nói tỷ ấy muốn tự sát, nhưng mà tỷ ấy đã không có dũng khí để mà tự sát. Hoàng thượng, một sinh linh bé nhỏ vô tội trong chớp mắt đã biến mất rồi, làm sao mà Diên Diên tỷ có thể chịu nổi bị mất đi đứa con. Diên Diên tỷ bị mất đứa con rồi, tỷ ấy đã bị mất đứa con rồi. Tiểu Quyển, Tiểu Quyển à, đừng khóc nữa. Nàng đừng quá đau lòng, đừng buồn nữa được không? Hoàng thượng, bị mất con rồi, bị mất con rồi. Nàng đừng buồn nữa, chuyện đã qua rồi. Hả? Đã qua rồi mà. Nín đi, đừng khóc nữa.
Thuần Trì Đế biết được sự nguy hại của Ngô Tam Quế và Phiên Dương các nơi. Lúc rơi vào hoàn cảnh cấp bách, ông đã xử lý kịp thời Ngô Tam Quế. Mười mấy năm sau, Ngô Tam Quế khởi binh tạo phản, bị con trai của Thuận Trị Đế là Khang Hy Đại Đế giết trừ tận gốc. Còn Trần Diên Diên vẫn không tha thứ cho Ngô Tam Quế, quyết định quy y cửa Phật, không mang trần thế. Tối nay trẫm sẽ ở lại cung của nàng. Hoàng thượng không nên ở lại cung của Tiểu Uyển. Tiểu Uyển mới hết phong hàn, cộng thêm chuyện của Diên Diên tỷ, vô cùng đau buồn. Hơn nữa, tâm trạng của Tiểu Uyển không tốt, không thể hầu hạ hoàng thượng chu đáo được. Trẫm không có ý đó đâu. Nàng đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tối nay trẫm muốn ở lại cung của nàng, nói chuyện cho nàng đỡ buồn thôi. Hoàng thượng, Tiểu Uyển không muốn người ở lại. Tiểu Uyển không muốn thật đó. Hai ngày nữa Tiểu Uyển sẽ khỏe hơn. Hay là người tới cung của Quả Trân muội muội đi. Thiếp nghĩ Quả Trân muội bây giờ chắc cũng đang trong ngóng hoàng thượng đó. Được rồi, trẫm nghe lời nàng. Tỷ tỷ, sao tỷ dậy sớm vậy? Khâu Khâu, chuẩn bị ít đồ cho tỷ đi. Hôm nay chúng ta tới Long Phúc Tự thắp nhang bái Phật. Tập trung kinh giác, đừng nhìn ngó ngang dọc. Khâu Khâu tỷ, các phi tần khác khi bị thất thế mới tới Phật đường, xin thần linh phù hộ được hoàng thượng sủng ái. Đức phi nương nương của chúng ta được hoàng thượng sủng ái, sao phải thường xuyên tới bái Phật chứ? Không lẽ là nương nương xin Quan Âm đại sĩ ban con sao? Trời, ngươi nhiều chuyện quá. Nếu ngươi còn dám nói năng lung tung như vậy, ta sẽ trị tội ngươi đó. Tôi không dám nữa. Khâu Khâu tỷ, tha cho tôi lần này đi. Được rồi, được rồi.
tính nữ Đổng Tử Quyển. Trước đây là ca nữ vô danh của Giang Nam. Tuy không có nhiều tiền, nhưng lại được tự do tự tại, chưa từng nghĩ tới chuyện được sống sung sướng, hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng bây giờ, Tiểu Quyển đã là người trong cung, khó thoát khỏi số mệnh. Tiểu Quyển không xin thoát khỏi bể khổ, chỉ xin Phật Tổ phù hộ. Đứa con đoạn mệnh, chưa ra đời đã chết của con, được tới thế giới khác, sống vui vẻ hạnh phúc, rời xa phiền não và uất sầu. Hôm nay mời các tỷ muội tới đây là để cùng nhau thương lượng bàn bạc sau này chúng ta nên đối phó Đổng Tiểu Quyển thế nào. Nhưng không thể ngờ lần này Đổng Tiểu Quyển lại có thể bình an vô sự. Vụ án đó thì ra do người của Thiên Điều Hội làm. Hoàng Quý Phi hình như vẫn còn nghi ngờ bổn cung sai người đi hạ độc phải không? Tuy rằng Hoàng Quý Phi không nói ra, nhưng bổn cung tự cảm nhận được. Bổn cung đã nghi ngờ sai người. Bổn cung thành thật xin lỗi Tĩnh Phi.